cái quan trọng mà nhà tuyển dụng yêu cầu ở mình đó là những gì mình đã làm được, chứ không phải là những cái bằng cấp mà mình đã đạt được. Bởi vì khi nhất là trong cái đặc thù ngành đồ họa này thì những sản phẩm bạn đã thiết kế và những cái kinh nghiệm bạn đã trải qua mới là cái yếu tố quan trọng nhất để nhà tuyển dụng đánh giá và có tuyển chọn mình hay không. Sau khi học phổ thông trung học, chị Liên đã học 2 năm nghề thiết kế đồ họa tại cơ sở đào tạo FPT Arena. Những cơ sở như thế này, ngày càng nhiều phụ huynh cho con nhập học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Học xong đại học nhưng mà ra mà các em không thực hành được nhiều, không có điều kiện thực hành tốt để làm tốt thì thực ra nói không chắc đã bằng những cái anh mà lao động mà học nghề chuẩn chỉ sau ra làm việc đâu. Không quan trọng là bằng đại học hay là gì đâu. Bởi vì nói cứ như ở quê nhà tôi thì bằng đại học đầy, thế nhưng mà có công ăn việc làm đâu. Cho con tôi đi học vào cái trường nghề này thì ra là sẽ tạo mọi điều kiện để có công ăn việc làm luôn. Ngay cả những địa phương vốn được coi là đất học như Nghệ An, năm nay tỷ lệ thí sinh chủ động không xét tuyển vào cao đẳng đại học cũng tiếp tục tăng, chiếm hơn 38%, cao hơn nhiều so với bình quân chung. Và với thực trạng hàng trăm nghìn cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp trên cả nước, tiến sĩ Phạm Tất Thắng đánh giá đây là một tín hiệu tích cực. Nền kinh tế nào thì cũng đòi hỏi lao động ở các cái trình độ khác nhau. Mà nếu mà chúng ta cứ đổ xô vào đi học đại học thì đương nhiên là cái khả năng hấp thụ của nền kinh tế không đáp ứng được. Bởi vì rõ ràng là cái lao động trình độ cao thì nó phải ít hơn cái lao động đại trà. Kinh tế khó khăn, chuyện xin được công ăn việc làm không phải đơn giản. Thế nên những quan điểm về sự học có lẽ cũng sẽ dần thay đổi. Học không chỉ vì khoa cử bằng cấp mà học phải gắn liền với việc làm.